Hồng Dương Si biết Địch Đại Nhật Ba đàm phán với Gia Hành, tài nguyên của Lâu Thi Thi xuống cấp. Đối với những người yêu thích xem tin tức Hoa ngữ thì hầu như họ sẽ đều chú ý đến hàng loạt tin dưa, tin đồn xung quanh các ngôi sao và bộ phim do các blogger tung ra. Mặc dù đó đều là những tin tức chưa xác nhận, nhưng vẫn được dân mạng từ Trung sang Việt chú ý, thậm chí còn trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn. Vậy hãy cùng chúng tôi xem những ngày gần đây trong showbiz Hoa ngữ có tin dưa gì được quan tâm nhiều nhất nhé. Tài nguyên của Lương Thi Thi xuống cấp. Bộ Hồi Yêu Tiểu Hồng Nương Trúc Nghiệp gọi tên rất nhiều người rồi. Nữ chính về cơ bản vẫn là Lương Thi Thi, nhưng nam chính thì mãi vẫn chưa chọn được. Từ Trần Hiểu Dương Dương và giờ thì có thêm Mao Tử Tuấn và Lưu Học Nghĩa. Một bộ phận cư dân mạng bắt đầu đánh giá Lương Thi Thi, nói rằng cô ấy đã flop và chỉ còn tìm được những bạn diễn địa vị thấp. Nói về chuyện tài nguyên của Lương Thi Thi xuống cấp, đúng là bây giờ cô ấy đang ở vùng nguy hiểm. Về nhiệt độ thì kèm những sao nữ 80 năm khác, thậm chí còn có phần yếu thế hơn dàn 90. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể nói chắc chắn 100%. Hiện tại tâm sự nghiệp của Lưu Thi Thi đã tăng lên rất nhiều, không giống như 2 năm trước, mặc kệ việc flop để chủ tâm cho gia đình. Nhưng Lưu Thi Thi muốn tăng nhiệt độ thì cần phải xem hiệu quả phát sóng của phim mới thế nào. Bên cạnh đó cũng không thể nói Lưu Thi Thi flop được, bởi Nhất Niệm Quan Sơn có thể thành IP cấp S cộng cũng là nhờ cô ấy cả. Bằng không một mình Lưu Vũ Ninh chắc chắn không thể gánh nổi bộ phim này. Dương Mịch ký với Nhất Tâm. Có tin đồn nói rằng Dương Mịch đang đàm phán ký hợp đồng với Nhất Tâm, tuy nhiên danh tiếng của Nhất Tâm cũng không tốt hơn Gia Hành là bao. Nhất Tâm 2 năm qua kín tiếng đi nhiều, đặc biệt là sau khi Dương Thiên Trân không còn quản chuyện gì nữa. Có thể thấy trong công ty cũng xuất hiện những phe phái nhỏ. Bên cạnh đó những nghệ sĩ tiêu biểu của Nhất Tâm cũng không được may mắn cho lắm. Bạch Vũ danh tiếng tốt, nhưng tỷ suất phim flop lại cao. Lý Hiện sau khi hot thì tập trung cho điện ảnh, chỉ là không bật lên được. Tình hình hiện nay chính là kiểu nên cũng không được xuống cũng chẳng xong. Xuân Hạ có giải thưởng hộ thân, nhưng cô ấy lại thích những phim đề tài gây tranh cãi. Thế là có nhiều bộ không được chiếu, trong đó có bộ hợp tác với Lý Hiện. Nhưng có một điểm Nhất Tâm cho nghệ sĩ quyền tự do lựa chọn, nên họ cũng lấy được nhiều tài nguyên lớn. Nếu Dương Mịch ký với Nhất Tâm thì cô ấy sẽ được quản lý theo kiểu nuôi thả, được tự do nhận tài nguyên mà mình muốn, chỉ cần chia phần trăm cho công ty. Tương lai hai bên mà không muốn hợp tác, Dương Mịch rời đi cũng không bị ảnh hưởng gì. Vương Nhất Bác Đường Yên hợp tác. Gần đây có tin đồn Vương Nhất Bác và Đường Yên sẽ hợp tác trong bộ phim cổ trang thần tượng Phế Hậu Tướng Quân. Chúng tôi nghĩ fan không cần tranh cãi gì cả, bởi dưa này quá là giả luôn. Bên phía nhà đầu tư cũng chưa bao giờ có ý định mời hai người hợp tác. Những tài nguyên tiếp xúc về sau của Vương Nhất Bác chủ yếu điện ảnh, anh ấy không muốn đóng phim cổ trang thần tượng. Đường Yên thì đúng là muốn cổ trang, nhưng sau đó cô ấy lại tiếp xúc với phim hiện đại, hy vọng sẽ có bước đột phá. Ngư Lợi rất muốn diễn chung với Hồ Ca, còn gửi cho Hồ Ca rất nhiều kịch bản, nhưng đều bị Hồ Ca từ chối. Địch Đại Nhật Ba từ sau khi nổi lên mối quan hệ cùng công ty, cũng không còn chặt chẽ như trước. Công ty chỉ lấy phần trăm phí đại ngôn của cô ấy và đối với sự nghiệp của cô ấy, việc can thiệp vào cũng dần yếu đi. Sự tự do của Nhật Ba ngày càng cao, tài nguyên phim ảnh đều là các công ty bên ngoài đẩy cho, không cần phải qua tay Gia Hành. Là trực tiếp cùng phòng làm việc đàm phán kết nối. Thực ra từ sau khi công ty Post cô ấy rất muốn bồi dưỡng cô ấy thành người nối nghiệp Dương Mịch, trở thành người nối tiếp giúp Gia Hành mang người mới. Nhưng Địch Đại Nhật Ba lại không đồng ý, hai bên đàm phán đã lâu. Cuối cùng Nhật Ba đã lùi một bước, đưa ra định mức số lượng nhất định việc mang người mới. Hàng ngày vẫn là nhật phim từ bên ngoài, làm thật tốt việc phát triển sự nghiệp của bản thân. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.